A à, về Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay A à, về danh Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 8 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chương 3 Tứ giác Bài 13 Hình chữ nhật Rồi chúng ta sẽ cùng với cô đưa vào phần một nhỏ là hình chữ nhật Trước hết là con sẽ cùng cô tìm hiểu về khái niệm của hình chữ nhật và tính chất. Nào, chúng mình có khái niệm như sau. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. À như vậy có nghĩa là hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông. Chú ý cho cô này. Nếu như một tứ giác có 3 góc vuông thì góc còn lại cũng là góc vuông và tứ giác đó chắc chắn là hình chữ nhật. Được chưa Rồi, tiếp tục bây giờ chúng mình sẽ có cho câu hoạt động số 1 nhé. Còn quan sát này. Theo con thì hình chữ nhật có là hình bình hành hay không? Và có là hình thang cân hay không? Tại sao? Nào, trước hết hình chữ nhật có là hình bình hành không nhỉ? À, câu trả lời của cô là có, đúng không? Hình chữ nhật là hình bình hành bởi vì hình chữ nhật có các cặp góc đối bằng nhau, đúng không? Hình chữ nhật cũng là hình thang cân bởi vì hình chữ nhật có cặp góc ở đáy bằng nhau. Được chưa ạ? Rồi, từ đó cô sẽ có phần định lý số 1 nhé. Trong hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Các bạn chú ý cho cô này, trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền sẽ bằng một nửa cạnh huyền. Phần này chúng mình sẽ áp dụng rất nhiều vào trong quá trình chứng minh các bài tập Vậy nên con sẽ ghi nhớ cho cô nhận xét này Được không ạ? Cô lấy ví dụ này Trong tam giác vuông A, B, C Cô có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền ở đây chính là BO Đúng không? Thì từ đó cô sẽ suy ra được BO sẽ bằng 1 phần 2 AC Được chưa? Là ghi nhớ cho cô nhận xét này nhé Rồi cô có phần ví dụ số 1 nào Cô cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M bất kỳ trên cạnh BC, gọi D và E theo thứ tự là chân đường vuông góc kể từ M đến AB và AC. Tứ giác ADME là hình gì và vì sao? Nào trước hết các bạn sẽ vẽ hình cho cô trước nào. Cô có tam giác ABC thì vuông tại A, đúng không? Điểm M sẽ nằm bất kỳ trên cạnh BC. Cô gọi D và E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB và từ M đến AC. Có nghĩa là MD sẽ vuông góc với AB và ME sẽ vuông góc với AC. Đúng không nhỉ? Đề bài hỏi rằng tứ giác ADME là hình gì? Theo con thì tứ giác này sẽ là hình gì đây ạ? À, rất là chính xác. Tứ giác này sẽ là hình chữ nhật, đúng không? Ở phần đầu tiên thì cô có nhắc rằng chú ý này, nếu như một tứ giác mà có ba góc vuông thì góc còn lại cũng chắc chắn là góc vuông. Và khi đó, tứ giác đấy chính là hình chữ nhật, đúng không? Thì con thấy rằng tứ giác này của cô đang có ba góc vuông này. Vậy có nghĩa tứ giác này chắc chắn là hình chữ nhật. Rồi cô có phần chứng minh cụ thể như sau. Vì tam giác ABC vuông tại A, vậy cho nên góc A sẽ bằng 90 độ. Tiếp tục cô có MD vuông góc với AB. Nên từ đó cô suy ra được góc MDA bằng 90 độ. Tương tự, cô có ME vuông góc với AC. Từ đó cô cũng suy ra được góc ME A bằng 90 độ. Bây giờ chúng mình sẽ đi xét cho cô tứ giác ADME. Có góc MDA bằng góc MEA và bằng góc A. Vì chúng cùng bằng bao nhiêu nữa đây ạ? 90 độ, đúng không? Từ đó cô suy ra tứ giác ADME chính là hình chữ nhật. Được chưa nào? Ờ, đó là ví dụ số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần 2 nhỏ, phần rất là quan trọng trong bài học ngày hôm nay. Dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật, chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu nhé. Thế trước khi đi vào phần định lý, cô sẽ có hoạt động số 2 như sau. Cô cho hình bình hành ABCD. Có góc A là góc vuông. Tính cho cô các góc B, C D. Tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không? Và vì sao? Nào, chúng ta sẽ vẽ hình cho cô trước này. Cô có hình bình hành ABCD, được không ạ? Chúng mình có góc A là góc vuông. Nhiệm vụ của là con là sẽ phải tính cho cô ba góc còn lại. Tính được không ạ? À, chắc chắn là tính được, đúng không? Chúng ta có hình bình hành thì sẽ có hai góc đối bằng nhau này. Như vậy có nghĩa là góc A này sẽ bằng với góc C, không nào? Góc B thì sẽ bằng với góc D. Rồi bây giờ cô sẽ có bởi vì góc A thì bằng 90 độ rồi. Vậy nên là góc C cũng sẽ bằng 90 độ. Rất là đơn giản. Tiếp tục làm thế nào để chúng mình có thể tính được góc B hoặc là góc D đây ạ? Nào làm thế nào nhỉ? À tổng hai góc trong cùng phía làm sao nhỉ? Bù nhau, đúng không? Vì ABCD là hình bình hành, Vậy nên AB sẽ song song với CD. Hay nói cách khác là góc A cộng với góc D sẽ bằng 180 độ, hai góc trong cùng phía bù nhau. Mà cô lại có góc A bằng 90 độ rồi, nên từ đó cô suy ra góc D sẽ bằng 180 độ trừ đi 90 độ và bằng 90 độ. Vì góc D bằng 90 độ, vậy nên góc B cũng sẽ bằng 90 độ. Vậy là tứ giác này có cả 4 góc đều bằng 90 độ nên chắc chắn tứ giác ABCD sẽ là hình chữ nhật. Thấy không nào? Rồi từ đó chúng mình nhận thấy dấu hiệu nhận biết nào đây ạ? À? một hình bình hành mà có một góc vuông thì đó sẽ là hình chữ nhật. Thấy không nào? Rồi cô có, có định lý số 2 như sau. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau cũng là hình chữ nhật. Nhận xét cho cô này. Nếu như tam giác mà có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng thì tam giác đó sẽ là tam giác vuông. Được chưa ạ? Ghi nhớ cho cô nhé. À có nghĩa là ngược lại so với nhận xét ở định lý 1 đúng không? Ở định lý 1 thì cô có là nếu như trong một tam giác vuông này, đường trung tuyến thì luôn luôn bằng 1 phần 2 cạnh huyền đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nhé Và nhận xét này thì ngược lại một chút đó là nếu như tam giác mà có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng thì tam giác đó chắc chắn là tam giác vuông Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô thực hiện ví dụ số 2 Cô cho tam giác ABC đường cao AH gọi y là trung điểm của AC trên tia đối của tia IH lấy điểm D sao cho IH bằng ID. Chứng minh tứ giác AHCD là hình chữ nhật. Rồi các bạn dừng lại cho cô khoảng 5 phút, chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình này, suy nghĩ và làm cho cô phần ví dụ số 2 này, được không ạ? Sau đó chúng mình tiếp tục bật video lên để xem lời giải của chúng ta có chính xác hay không nhé. Hay là hướng đi mà chúng mình nghĩ đến có chính xác hay không. Được chưa ạ? Rồi, trước hết là cô sẽ thực hiện vẽ hình cho bài tập số 2. Cô có tam giác ABC, đường cao AH, Y là trung điểm của AC. Trên tia đối của IH thì cô lấy điểm D, sao cho IH sẽ bằng với d đúng chưa nhỉ? và bây giờ chúng mình chứng minh cho cô tứ giác A H C D sẽ là hình chữ nhật. nào với bài tập chỗ này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào đây ạ? các bạn nào nghĩ ra chưa nhỉ? À, chúng ta sẽ sử dụng cho cô dấu hiệu nhận biết đầu tiên đúng không? hình bình hành có một góc vuông thì sẽ là hình chữ nhật. tứ giác này thì cô đã thấy ngay là có một góc vuông rồi. đó là góc nào đây ạ? À, chính là góc góc H này đúng không? Góc A, H, C đã bằng 90 độ rồi. Vậy nhiệm vụ của chúng mình là chỉ cần chứng minh cho cô đây là hình bình hành. Nào chúng ta chứng minh thế nào đi ạ? Theo như giả thiết thì cô đang có IH bằng ID. Cô lại có IA bằng IC bởi vì I là trung điểm của AC. Như vậy tứ giác này có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm I. Nên chắc chắn rằng tứ giác này sẽ là hình bình hành đúng không? rồi cô sẽ có lời giải cụ thể như sau nhé. cô có ia bằng ic này bởi vì i là trung điểm của ac tiếp tục chúng mình lại có ih bằng id theo giả thiết từ đó cô suy ra ac và hd cắt nhau tại trung điểm i vậy có nghĩa tứ giác ahcd sẽ là hình bình hành tiếp tục cô lại có góc a h C thì bằng 90 độ. Một hình bình hành mà có một góc vuông thì hình đó chính là hình chữ nhật. Được chưa nào? Rồi như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong ví dụ số 2 và chúng ta cũng đã cùng với cô tìm hiểu xong phần lý thuyết trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần bài tập nhé. Cô có bài tập số 1. Cho tam giác ABC vuông tại A AC nhỏ hơn AB trung tuyến AM gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và AC chứng minh cho cô tứ giác A E M F là hình chữ nhật nào với bài tập số 1, đầu tiên chúng mình sẽ lắng nghe cho cô phần đề bài này sau đó con thực hiện vẽ hình vào vở được không ạ và dừng video lại khoảng tầm 5 phút là suy nghĩ cho cô về hướng đi của bài tập số 1. Sau đó chúng mình mới tiếp tục bật video lên và xem là lời giải hay là hướng đi của chúng mình đã chính xác hay chưa nhé. Được không ạ? Rồi, cô sẽ có gói hình của bài tập số 1 nào. Tam giác ABC là một tam giác vuông tại A. AC thì nhỏ hơn AB. AM là trung tuyến. E sẽ là trung điểm của AB Còn F sẽ là trung điểm của AC Ở đây thì cô đã ký hiệu rất rõ các đoạn bằng nhau Chứng minh cho cô tứ giác A, E, M, F là hình chữ nhật Nào theo con với bài tập này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào đây ạ? Nào chúng ta sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ chứng minh cho cô Tứ giác này có 3 góc vuông được không? À có nghĩa là chúng mình đã thấy là góc A vuông rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cho cô thêm góc M E A sẽ là góc vuông và góc M F A cũng sẽ là góc vuông. Rồi cô sẽ hướng dẫn cho các bạn phần lời giải chi tiết cho bài tập số 1 nhé. Cô để lại phần hình để chúng ta có thể tiện quan sát này. Trước hết là cô xét tam giác ABC vuông tại A. Chúng ta có AM là đường trung tuyến. Vậy cho nên AM sẽ bằng với BM và bằng với CM. Đúng không nào? Theo nhận xét trong phần định lý số 1, cô có trong tam giác vuông đường trung tuyến mà ứng với cạnh huyền thì sẽ bằng một nửa cạnh huyền. Đấy chưa nào? rồi tiếp tục tam giác cm a sẽ là tam giác cân tại m phải không nào chúng mình suy ra được tam giác c này m a cân tại m và tam giác bm a cũng là tam giác cân tại m đúng không rồi tiếp tục cô lại có e thì là trung điểm của ab còn f thì lại là trung điểm của ac vậy cho nên từ đó cô suy ra À, trong tam giác cân CMA trước nhé. Tam giác này thì có F là trung điểm của AC. Trong một tam giác cân thì đường trung tuyến vừa là đường cao, đúng không ạ? Vậy nên MF sẽ vuông góc với AC. Tương tự như vậy với tam giác cân MBA, có E là trung điểm của AB. Như vậy ME chính là đường trung tuyến. Tam giác này là tam giác cân, Vậy cho nên là đường trung tuyến cũng sẽ là đường cao. Hay nói cách khác là ME sẽ vuông góc với AB. Được chưa ạ? Rồi với hai đường này vuông góc thì cô sẽ suy ra được góc MEA bằng 90 độ và góc MFA bằng 90 độ. À, chúng ta thấy bài toán trở nên đơn giản chưa nhỉ? Rồi cuối cùng là con sẽ xét cho cô tứ giác AEMS cô có góc MEA bằng góc MFA và bằng góc EAF bằng 90 độ. Từ đó cô suy ra tứ giác AEMF là hình chữ nhật. Được chưa nhỉ? Rồi, đó là bài tập số 1. Con chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Cô có đề bài của bài tập số 2 như sau cho hình chữ nhật ABCD trên tia đối của tia CB và DA. Lấy lần lượt hai điểm E và F sao cho CE bằng DF bằng CD. Trên tia đối của tia CD, lấy điểm H sao cho CH bằng CB. Chứng minh rằng A nhỏ tứ giác CEFD là hình chữ nhật B nhỏ Chứng minh AE vuông góc với HF Rồi bài tập số 2 đầu tiên là cô sẽ hướng dẫn chúng mình vẽ hình trước này Được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ thực hiện dừng video lại và suy nghĩ cho cô IA nhé Rồi con con quan sát cho cô đề bài Thực hiện vẽ hình cùng với cô Được không nào? Đầu tiên là cô có hình chữ nhật ABCD Đúng chưa ạ? Trên tia đối của tia CB thì cô sẽ lấy điểm E và trên tia đối của tia RIA cô sẽ lấy điểm F sao cho CE sẽ bằng với DF và bằng với CD như cô đã ký hiệu được chưa nào rồi tiếp tục trên tia đối của tia CD cô lấy điểm H sao cho CH sẽ bằng với CB như cô ký hiệu ở đây thì cô sẽ tiện đánh số luôn các góc mà lát nữa cô cần chứng minh nhé chúng ta có thể đánh theo hoặc là không cũng được với ý A nhỏ là con chứng minh cho cô tứ giác C, E, F, D là hình chữ nhật. Nào các bạn sẽ dừng video lại 5 phút để suy nghĩ cho cô ý A. Chúng mình chỉ cần nghĩ ra cho cô được cái ý tưởng của ý A thôi này. Sau đó chúng mình lại tiếp tục bật video lên và lắng nghe xem là ý tưởng hay là cách làm của chúng ta đã chính xác hay chưa. Được không nhỉ? Rồi cô gợi ý cho ý A nhé. Để chứng minh được tứ giác CEFD là hình chữ nhật thì chúng ta sẽ chứng minh cho cô theo dấu hiệu nhận biết đầu tiên. Đó là hình bình hành mà có một góc vuông thì sẽ là hình chữ nhật. À như vậy trước hết là đầu tiên con sẽ phải chứng minh được đây là hình bình hành. Phải không ạ? Nào chúng ta sẽ chứng minh CEFD là hình bình hành như thế nào nhỉ? ở đây thì cô đang thấy rằng cạnh DF bằng với cạnh CE đúng không? và cạnh DF có song song với cạnh DE không nè? có đúng không? bởi vì à bởi vì là ABCD là hình chữ nhật thì chắc chắn AD sẽ song song với BC hay nói cách khác là DF cũng sẽ song song với CE bởi vì E thì thuộc vào BC, F thì lại thuộc vào AD phải không ạ? Rồi, như vậy là cô đã chứng minh được tứ giác này là hình bình hành. Tiếp đến, chúng mình thấy rằng có một góc vuông nào đấy nhỉ? À, chúng mình thấy rằng ở đây chúng ta không những là chỉ có một góc vuông mà có tới tận hai góc vuông đúng không? Đó là góc F, D, C hoặc là góc D, C, E. Phải không ạ? Rồi, bây giờ cô sẽ có lời giải cụ thể cho ý A nhỏ của bài tập số 2. Cô để lại phần hình để chúng mình có thể tiện quan sát này. Trước hết cô có DE thì bằng với C. Cô xin lỗi DF bằng với CE theo giả thiết và DF cũng song song với CE. Từ đó cô suy ra được tứ giác C, E, F, D chính là hình bình hành. Mặt khác, góc C, D, F lại bằng 90 độ. Vì làm sao đây nhỉ? À, vì chúng kề bù với góc vuông A, D, C Đúng không? Nên từ đó cô suy ra tứ giác C, E, F, D Sẽ chính là hình chữ nhật Ý A thì rất là đơn giản rồi đúng không nào? Ý B nào? Ý B thì lại yêu cầu con chứng minh cho cô A, E Vuông góc với lại HF. Nhìn thấy rất là khó đúng không? Chúng ta có ý tưởng nào cho ý B chưa nhỉ? Quan sát thật kỹ hình cho cô và suy nghĩ nào À để cô gợi ý nhé Cô sẽ gọi Đây là điểm O Được chưa? AE giao FH tại điểm O Nhiệm vụ của chúng mình Cần phải chứng minh AE Vuông góc với HF À như vậy có nghĩa là Con cần chứng minh được góc A O F Sẽ phải bằng 90 độ Phải không nào? làm thế nào để chúng ta có thể chứng minh được góc AOF bằng 90 độ đây ạ? À? Nếu như muốn chứng minh được AOF bằng 90 độ, thì có nghĩa là góc A1 của cô này, cô đang đánh dấu A1 nhé, và F1 sẽ phải có tổng bằng 90 độ trong tam giác AOF. Nếu như góc A1 cộng với góc F1 mà bằng 90 độ, thì điều đó có nghĩa rằng tam giác này sẽ là tam giác vuông tại O phải không nào? À, vậy là bài toán của chúng mình đã quy về cần phải chứng minh được tổng của góc A1 và góc F1 bằng 90 độ. Đúng chưa? Rồi tiếp tục. Nhưng mà làm thế nào chúng mình có thể chứng minh được hai góc này có tổng bằng 90 độ đây ạ? À? Nào quan sát thật kỹ cho cô nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy ngay rằng góc F1 thì đang có cộng với góc H1 bằng 90 độ. Đúng không? trong tam giác vuông D, H, F. Thì tam giác này là tam giác vuông tại D. Vậy cho nên góc F1 cộng góc H1 sẽ bằng 90 độ. Phải không nào? Mà góc A1 thì lại bằng với góc H1. Vì sao nhỉ? À, chúng mình cần phải chứng minh cho cô hai tam giác bằng nhau. Cô gợi ý chúng ta sẽ chứng minh cho cô tam giác A, E, F và tam giác h d f được chưa? Chứng minh cho cô hai tam giác này bằng nhau để suy ra được góc a1 bằng góc h1. Rồi cô sẽ nhắc lại phần hướng đi của ý B này, nó quan sát thật kỹ cho cô. Nhiệm vụ của chúng mình đầu tiên là con cần phải chứng minh được cho cô tam giác a f e bằng với tam giác h D, F. Khi hai tam giác này đã bằng nhau thì con suy ra được góc A1 bằng với góc H1. Mà góc H1 lại cộng với góc F1 bằng 90 độ. Vậy nên từ đó con suy ra được góc A1 cũng sẽ cộng với góc F1 bằng 90 độ. Hay nói cách khác là tam giác A, O, F sẽ là tam giác vuông tại O. Và từ đó chúng mình suy ra điều phải chứng minh là AE vuông góc với HS được chưa nhỉ? Rồi, sau khi mà nghe cô đã hướng dẫn cách làm thì chúng ta sẽ dừng lại video một chút để chúng mình có thể trình bày ra xem là chúng ta đã trình bày ý B chưa nhé Rồi, cô sẽ có lời giải cụ thể cho ý B như sau. Đầu tiên là chúng mình cần phải chứng minh cho cô hai tam giác bằng nhau. Tam giác AFE và tam giác HDF. Hai tam giác này thì có gì đây ạ? Nào có gì nhỉ? À có AF -E bằng với bằng với gì đây ạ? Bằng với DH đúng không? Lát nữa cô sẽ chứng minh nhé. Tiếp tục cạnh EF sẽ bằng với cạnh DF được chưa? Bởi vì bởi vì sao nhỉ? À bởi vì EF này thì sẽ bằng với DC. Bởi vì là hình chữ nhật phải không ạ? EF bằng DC. Mà DC thì lại bằng với DF. Vậy cho nên DF cũng sẽ bằng EF. Còn làm thế nào để chúng ta có thể chứng minh được AF bằng với DH thì con quan sát cho cô vào đây. Ở đây cô có AF thì bằng AD cộng DF và bằng CH cộng với DC và cũng bằng DH. Phải không nào? AD của cô này thì lại bằng BC mà BC thì lại bằng CH. Như vậy có nghĩa là AD sẽ bằng với CH. Cô thay vào đây. Được chưa ạ? Tiếp tục DF thì bằng với DC theo giả thiết rồi, cô cũng sẽ thay vào đây. Mà CH cộng với CD lại bằng chính DH. À như vậy là AF bằng DH, được chưa? Rồi, tiếp tục cho cô. Vì CEFD là hình chữ nhật, vậy cho nên là EF thì sẽ bằng với CD. Mà CD thì lại bằng với DF, đúng không? Vậy có nghĩa là EF bằng với DF. Được chưa ạ? giờ chúng mình sẽ xét cho cô hai tam giác vuông cần chứng minh nhé. Cô xét hai tam giác vuông A, F, E vuông tại F và tam giác H, D, F vuông tại D. Chúng mình có AF bằng với DH chứng minh trên EF bằng DF chứng minh trên. Từ đó cô suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp hai cạnh góc vuông. Đúng không nào? Và khi đó chúng mình có thể suy ra được góc A1 bằng góc H1, hai góc tương ứng. Được Rồi, đến đây chúng mình tiếp tục ở bước nào đây ạ? À, mặt khác cô xét tam giác vuông DHF. Cô có góc F1 cộng với góc H1 thì bằng 90 độ vì đây là hai góc phụ nhau. Mà A1 thì lại bằng với H1, đúng không? Vậy có nghĩa là góc A1 cũng sẽ cộng với góc F1 bằng 90 độ. Nói cách khác là góc A, O, F sẽ là góc vuông. Từ đó cô suy ra được AE vuông góc với HF. Được chưa nào? À, ý B của bài tập này thì hơi khó hơn IA một chút. Vậy nên chúng mình cần lắng nghe và suy nghĩ một chút cho cô nhé. Trong trường hợp mà chúng mình chưa thực sự hiểu, chúng ta sẽ tua lại video, xem lại lời giảng của cô, xem đi xem lại, ta có thể hình dung được cách làm. Sau đó, tự mình làm vào vợ mà không chép từ slide của cô nhé. Được không nhỉ? Rồi, như vậy là cô chào chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập số 2. Và đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách